quý vị khán giả yêu mến, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Và đây là video hướng dẫn đếm bài múa bác sĩ về bản. Quý vị hãy vào phần mô tả ngay ở dưới video này để xem bài múa mẫu trước, sau đó chúng ta sẽ cùng tập chậm. Tú Anh sẽ làm từng đoạn một mặt trước, sau đó sẽ quay cùng chiều hướng dẫn. Ở bài này Tú Anh mặc váy, mặc trang phục của dân tộc Mèo và chiếc ô mèo. Đầu tiên sẽ có một người đi ra trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và xoay sang đây. Đó là hết phần động tác của người ra trước. Quay quay cùng chiều. Ô vác ở bên vai trái, hai tay cầm lấy cán ô, chạy ra giữa sân khấu. Sau đó, tay trái cầm ô, bước chân phải, xoay. Tay phải lên trước, ô sẽ xuống bên dưới. Xoay lại, ô lên trên. Hạ tay xuống, xoay ra trước, thì ô trên cao. Sau đó bước sang 1 và 2. 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo bước chân trái lên, sau đó lên này, 1, bật tay nhé, 1, 2, rồi lùi về bên trái, 3, 4, sẽ xoay hẳn người sang bên trái. Bây giờ bước chân phải lên, tay thì bật, 5, 6, 7, 8 thì xoay người sang phải. Lần nữa, 2, 2, 3, 4. Và nhằm về hướng chéo, chúng ta sẽ đặt chân hướng chéo để xoay lên, tay thì ngửa ra. Nhảy lên và xoay, động tác này là chân của dân tộc Mèo, xoay. Đó, xoay lại. Bước thứ hai nhảy thì dướng người lên. Ô nhấc cao, sau đó chuyển trọng tâm về chân trái. Rồi hạ ô xuống đây thì đi vòng tròn, thì tất cả đi bên trong đi ra. Đúng là lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, hạ ô xuống bên trái, 6, 7, đó, nhún và đẩy hông sang trái, ô thì thẳng ở bên tay trái, tay phải thì ở bên má. 8 thì đứng thẳng lên, ô trên cao và tay bên phải. Bây giờ di chuyển sang bên trái, vòng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Và xoay lên hướng chéo. 5, 6, 7, 8. Chuyển trọng tâm chân phải này, kiễng chân trái này. Sau đó đổi trọng tâm chân trái, kiễng chân phải. Rồi hạ ô xuống đây. Để tất cả đi số còn lại đi từ bên trong ra. Ô chúng mình ở bên hông phải. Sẽ ở ngang đằng trước này. Đó. Tay phải thì giữ cố định ô ở bên hông. Và tay trái thì xoay ô. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi từ cánh gà bên tay phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và 8. Tôi quay cùng chiều. Đi từ cánh gà bên tay phải của người biểu diễn và là tay trái của khán giả. Ô chúng ta sẽ để bên hông phải. Mà khi mà một người ra trước làm động tác ở đây xong,
thì hạ ô xuống đây và tất cả sẽ đi theo người này đi ra thành vòng tròn lớn. Cố định tay phải ở bên hông phải và tay trái sẽ xoay ô. Đi ra vòng tròn lớn, 1, 2, nếu mà sân khấu lớn thì đi một vòng và sân khấu nhỏ thì đi hai vòng. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì tay trái cầm ô và gác lên vai trái, tay phải sẽ cầm lên mép ô bên phải. Bước chân phải ra, chuyển trọng tâm vào chân phải, 1, 2, ô người sẽ xoay chéo vào bên phải, kiễng chân trái và đổi lại, 3, 4, bây giờ xoay di động về bên phải, 5, 6, 7, 8 thì kết thúc bên phải và làm ngược lại, chuyển bên trái, 2, 2, 3, 4 và xoay di động về bên trái, 5, 6, 7, 8 và hạ ô xuống, che ở trước mặt và cúi người xuống, nấp ở đằng sau ô. Tiếp theo thì sẽ ngó mặt lên bên phải, 1, 2, cúi xuống, 3, 4, cố gắng giữ ô ở một vị trí, 5, 6, 7, 8, thò tay ra, mặt cũng ngó ra, vòng 2, 2, 3, 4 và ngược lại, 5, 6, 7, 8, ô chúng ta vẫn che phía trước nhé, 3, 2 này, nhấc ô lên và chân phải bước quát lên, 3, 4, chuyển trọng tâm vào chân phải, chân sau kiễng, tay ở đây. Bây giờ bật tay và xoay tròn. 5, 6, 7, 8. Và hạ ô xuống chạy lên. 1, 2, 3, 4 và lùi về. 5, 6, 7, 8. Hạ ô xuống trước mặt của mình. Và đứng lên. Tôi làm lại lần nữa tổ hợp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Đoạn tiếp theo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Quay cùng chiều là động tác này. Động tác không có ô. Tay chúng ta sẽ chéo vào nhau, nhún 1, mở ra 2, 3, 4. Sau đó hai tay ở hai bên hông và lắc hông nhún dần xuống. 1, 2, 3, 4 và đứng lên. 5, 6, 7, 8. Mở tay, rút chân trái. 2, 2, 3, 4 và lắc vai. 5, 6, 7, 8. Bước chân trái, đổi bên. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và xoay lại, 4, 2, 3, 4. Hai tay chúng ta bật và mở ra, nhảy sang bên phải. 1 và 2, 3 và 4, nhưng chúng ta sẽ nhảy nhanh hơn. 5 và 6, 7 và 8.
Bước chân phải, bước chân, vuốt tay trái. Hai. Hai. Chân trái thì co lên này. Ba. Bốn. Và bây giờ sẽ xoay theo tay bên phải. Năm và sáu. Và xoay theo tay bên trái. Bảy và tám. Vừa xoay chúng ta vừa nhấc tay. Làm lại tổ hợp này. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn. Một và hai, ba và bốn. Năm và sáu, bảy và tám. Hai, hai, ba, bốn. Năm và sáu, bảy và tám. Đoạn tiếp theo chúng ta sẽ cầm ô lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Năm, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Sáu, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bảy, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám, hai, ba, bốn và năm, sáu, bảy, tám. Đây, chúng ta sẽ cầm ô lên. Một, hai, ba, bốn. Thì tay trái cầm ô lên cao này, tay phải ở bên cạnh. Bây giờ một hàng trên thì sẽ lùi xuống, còn hàng dưới thì sẽ chạy lên đổi hàng cho nhau, hoặc là tất cả cùng lên hoặc tất cả cùng xuống cũng được. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Sau đó thì tốp ở giữa sẽ đi vòng tròn nhỏ, còn ở bên phải sẽ có một người hoặc hai người sẽ đứng xoay ô ở trên. Bên này cũng có hai người sẽ đứng đối lại, hai tốp ở trên sẽ đứng đối và mặt vào nhau và xoay ô, còn tốp ở giữa sẽ đi vòng tròn nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tất cả sẽ làm động tác này và đi dần về hàng ngang. Hai tốp ở bên phải và bên trái đều lùi xuống hàng ngang bằng động tác này. Vừa làm như này vừa đi về hàng ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó thì sẽ xoay người sang bên phải, ô sẽ quay ở phía trước. Và cán ô sẽ ở ngang trước người và xoay ô 2 lần 8. Lúc này thì sẽ có một người múa ở trên. Sau đó đến đoạn cuối thì tốp bên này, một nửa bên này sẽ chạy lên bên phải, một nửa sẽ chạy chéo lên bên trái. Chạy lên bên chéo, lùi xuống và xoay người một vòng, rồi đứng tạo hình kết hướng vào người ở giữa. Ở hai bên là chữ V, còn ở giữa là có một người đứng. Làm lại tổ hợp này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tốp ở giữa đi vòng tròn. Bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tất cả sẽ đi lùi về hàng ngang. Năm, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Và tất cả trừ một người sẽ đứng ở hàng ngang xoay. Nửa bên này sẽ đứng xoay mặt sang bên phải, còn nửa bên này thì sẽ xoay mặt sang bên trái và được làm đối nhau. 6,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tốc chạy lên đường chéo. 8, 2, 3, 4, lùi về. 5, 6, xoay một vòng. 7, và tốc bên phải thì sẽ bước chân trái lên trên, chân phải sẽ kéo dài đằng sau. Ô sẽ cầm tay phải, tay trái ngửa lên hướng vào trong, đổ người bên phải. Còn tốc bên trái thì sẽ làm đối lại, tay trái cầm ô chạy lên, lùi xuống. Và xoay một vòng theo tay bên trái, sau đó bước chân phải lên trên, chân trái kéo dài và hướng vào trong. Hai tốc làm đối nhau. Đó là phần kết của tập thể, còn người mũ chính ở giữa. Sau khi mà tốc múa đứng xoay ô ở hàng ngang thì một người sẽ chạy lên sau cái lắc ô ở hàng ngang này rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì người ở giữa sẽ chạy lên cao phía trên sân khấu, đưa sang bên trái xoay 1, 2, 3 và cầm lấy mép ô, vắt chân phải xoay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và sang ngược lại 3, 2, 2 vòng, 4 và chính giữa đứng kết tay cùng chiều làm của người mũ chính. Sau khi tập thể cùng nhau lùi xuống hàng ngang bằng động tác này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì người ở chính giữa chạy lên 1, 2, 3, 4 xoay ô, sẽ tạo thành vòng tròn giữ lấy cán ô và tay phải sẽ xoay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì tay phải cầm lấy mép ô này, sau đó thì bước vắt chân phải lên, cầm lấy mép ô lăn qua đầu xoay hạ xuống rồi lại xoay lên lần nữa nhưng mặt quay về phía trước. Tiếp theo bước chân phải, hạ tay phải xuống, hạ ô xuống bên trái rồi đưa lên bên phải, đuổi theo tay, lùi xuống một chút và chuyển sang bên trái, ô lên cao, sau đó xoay sang bên tay phải 2 vòng 1, 2 và xoay ngược lại trở về giữa để kết. Kế chân lên xoay tròn 2 vòng đi vào giữa và vác ô lên vai trái, rút chân phải ra sau, kết thúc xoay ô. Làm lại lần nữa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bây giờ chúng anh sẽ đếm liền lại một lần từ đầu đến cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, xoay, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, xoay. 5 và 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, xoay 3, 4, kết thúc 5, 6, 7 và 8. Vậy là tụi anh đã hướng dẫn xong tất cả các động tác ở trong bài múa Bác sĩ về bản. Chúc quý vị thật là nhanh thuộc bài này. Hãy nhấn vào nút đăng ký và hình quả chuông ở ngay dưới góc phải của video để ủng hộ cho kênh của tụi anh ngày càng phát triển hơn. Và để mỗi khi tụi anh ra bài mới thì quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Tất cả các đường link của các bài liên quan tụi anh để ngay ở dưới phần mô tả video. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và cổ vũ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau.